Một cô gái trẻ được cho là tự thiêu tại một bãi đất trống ở Đà Nẵng. Người dân đã mang bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh nhân thân, điều tra làm rõ vụ một cô gái trẻ nghi tự thiêu dẫn đến bỏng nặng, hiện đang nguy kịch. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân bất ngờ thấy lửa bốc lên vùng ngục ở bãi đất trống đoạn đường Quang Thị Loan, Nam Trân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện cô gái đang bốc cháy nguồn ngục. Người dân đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, sau đó cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh danh tính, lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.